Hello, mến chào quý vị. Hôm nay Mai đi về Quảng Ngãi, quê hương của Mai. Mà từ Kon Tum mà về Quảng Ngãi thì nếu mà mình đi máy bay á thì mình sẽ đi xuống Gia Lai, mình check in, mình đi trước mấy tiếng rồi mình về Quảng Ngãi. Rồi về tới Chu Lai, mình phải đi xe khách vào gần 1 tiếng nữa, 45 phút nữa. Rồi nói tóm lại là lằng nhằng dây điện. Hôm nay Mai trải nghiệm xe đò. Hồi xưa xe đò là đi dữ lắm, nhưng mà lâu lắm rồi chưa đi xe đò, gần 20 năm rồi chưa đi xe đò. Bây giờ mình trải nghiệm xe đò để mình coi thử xe đò sao hả. Anh Mai nói chở Mai về nhưng mà muốn trải nghiệm xe đò đó. Bây giờ cùng với Mai ra bến xe đò. Hành trang của Mai gọn lắm, cái túi để đựng đồ linh tinh, cái túi để đựng sách để lên trên đó đọc thôi, cái vali. Ok, về Quảng Ngãi nha. Tâm. Bến xe Kon Tum nó nhỏ lắm, nó có mấy cái xe, nó không có giống như bến xe miền Đông như hồi xưa Mai tưởng tượng. Hồi xưa Mai tưởng tượng bến xe miền Đông nó nhiều xe lắm, đu bu. Còn ở đây á, đây Mai sẽ đi chiếc xe màu vàng đó đó. Quảng Ngãi, nhưng mai tới mày coi thử xe màu vàng đó là xe của hãng nào. Xuân Mai, bến xe Kon Tum, bến xe Quảng Ngãi, Quảng Ngãi Bình Sơn, vậy thôi. Lâu quá trải nghiệm xe đò à, chỉ có cái xe duy nhất này à, đi về à, Quảng Ngãi thôi, tại vì à, thành phố Kon Tum cũng nhỏ mà thành phố Quảng Ngãi cũng nhỏ mà lên nó bị sao rồi, nó bị xì gì, xì Xì bình thống ga, hệ ống ga. hệ thống ga nên thành phải đổi xe. Bây giờ người ta đổi một cái xe khác tới cũng giống y luôn, cùng hãng luôn, mà hình như xe mới tới mới hơn á. Xe đi được 1 tiếng rưỡi rồi, ngừng lại, qua cái đèo ngừng lại để cho mọi người vào vệ sinh với lại mua thức ăn vặt. Ở đây người ta hay bán cái hồ để ngâm rượu ha, thoái hóa xương, trà sơn mật, hồng sâm, đặc sản Tây Nguyên. Cái cà phê đen nghe, Abacom của Đắk Lắk kia. Abacom là lại gì anh? Rượu lưng biết rồi, nó cũng là cái rượu chè dây. Chè dây để pha 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 chè uống không anh nội? Ngủ rồi giải quyết. Thôi nội muốn này về pha uống nội đi. Minh mạng than. Tất cả minh mạng than. Có con sông biển, có con ấy biển nè, con sông biển nè. Có nấm linh chi nữa. Thử không? Măng nứa khô. Măng nứa khô. Măng nứa giống như một chút đó mà. Ngon hơn măng thường không? Không, 400. Mở rừng mình mua nhiêu? Mua 700 thôi. 700 là biết cái đây có thể không biết. Không cần, chắc không nhìn cũng giống chứ. Chai được nhắm. Thấy mặt kia là ngon, chứ đâu phải... Cái này cũng một
một lít đó mấy bà, bạch luôn mấy bà, giống mình luôn không mấy bà hả? Mình mua 7 giam mà mình gấp đôi luôn á. Là sao? Nắm cái nào nè. Bữa mày mua 3 lít 700, bữa này có 400. Nấm hồng chi. Cái gì? Táo đỏ 100 đồng. Mình lấy bịch này nè mẹ nội. Cái này lấy bịch về bỏ vô trà pha uống. Đi trên đường mình đi uống. Cái này ngon đó nha. Mua 130 đi đem về Mỹ. Núi rừng Sâm Giai Ngọc Linh nè. Sâm Giai Ngọc Linh. Bà chủ đây, bà chủ đây. Sâm Giai mà uống ngon à. Cũng vui á. Đó, mua được cái này. Cái này sáng mình pha vô trà mình uống. Cái táo đỏ ăn cũng được. Ừ. Cũng ngon mà. Rồi lấy hai bà táo cho em đi. Lấy hai cái đây. Anh, cái này cái nó nào ngon hơn? Mình ngứa, mình ngứa dài dài thôi. Protein. Này cũng ngon nè, mua bịch này luôn đi, 250 bạc nè, 10 bạc. Đây 250. Mua em đem về em nấu măng vịt cho anh vô ăn. Ba cái. Dạ, mua ba cái. Năm của cò. À, mình mua ba bịch đó đó. Có gì hấp dẫn ở đây không? Chè dây. Cái lông bò hút đi anh. Lạnh như ngoài anh. Lạnh. Hên chút tiền có đủ tiền không? Nè, bây giờ xong rồi. Xe đi. Nghĩ dây lao chắc không được nửa tiếng rồi nội à. Chắc vậy. Rồi, ngã tư Thạch Trụ. Thạch Trụ là tới còn Thạch Trụ Mũ Đức Đức Phổ là tới Quảng Ngãi rồi đây. Là qua sắp 7 giờ xe mới chạy, bây giờ 10 rưỡi mới có 3 tiếng rưỡi người ta. Đi có 3-4 tiếng đồng hồ à. Đi 3 tiếng đồng hồ vậy đi xuống máy bay á anh Hội. Đi máy bay à, anh phải chạy xuống Gia Lai nè. Rồi anh mua vé nè, rồi anh phải vô trước 2 tiếng nè. 1 tiếng đi. Rồi về tới không có chuyến bay anh. Không có chuyến bay. Không có chuyến bay ngắn. Rồi cho dù có đi nữa cũng không có sướng bằng đúng không? Về tới Chu Lai rồi anh phải đi 45 phút về. Em thấy trải nghiệm. Trải nghiệm xe này.
miền bên xe này là xe Quảng Ngãi chứ đâu phải bên xe miền Đông mà. Xe Quảng Ngãi mới đúng chứ xe bên Quảng Ngãi là không đúng đâu. Quảng Ngãi. Xe miền Đông bên đây, cái xe tỉnh Quảng Ngãi. Nó đúng hai rồi. Bến xe Quảng Ngãi, bến xe Chính Nghĩa. Nghĩa là nó một mình đâu một bến. Chính Nghĩa sang quá ha, có một mình anh có một bến xe luôn. Dạ. Ô bây giờ có con đường nhỏ này đi vô số 1 đúng không? À, đúng số 1 cũng buông ra. Băng ở trên này xuống. Nó gần hơn đúng không? Mà đường nó nhỏ. Không còn đi ngã tư Ba La nữa đúng không? À, cũng phải xuống ngã tư Ba La. Ba La đúng ngã tư Ba La nó mới đi xuống rồi. Nó cũng đụng đây thì thẳng xuống ngã tư Ba La luôn. Nhưng mà nó không có qua cống bộ he, cống bộ trên xe. Đúng rồi. Mương xe đôi, mương xe chiếc. Dạ nó không qua mương xe đôi, mương xe chiếc nữa. Không qua cửa đông nữa. Đúng rồi. À, cái đường này em đi chợ sáng sớm với chị Phương nè. Ờ đi chợ đầu mối. Trời quê mình là mình thấy đẹp ha, mình quay hoài mình không chán ha. Chứ đâu có gì đâu đẹp phải không, mà sao mình thấy đẹp ghê ta. Đường làng. Không có nơi nào đẹp bằng nơi này. Đường đây là đi vô đường nhà ông gì, ông đánh giỏ đó. Ông gì đánh giỏ mà râu dài ta. Cười xinh xửu. Xửu rồi năm khe rồi đó, tới năm khe là tới. Nó ra đây tới rồi nè đó, ra ngã tư Ba La. Nhanh nè, đi đường này nhanh nè. Bao nhiêu em? Để em trả cho anh rồi. Cảm ơn em trai. Dạ. Nhà Mai đây. Cà phê Mộc Miên. Dạ. Em Mai, hello cái gì? Trời ơi, nhà gì nước đón Việt Kiều gì đâu mà nước ướt mê mê kịch trúc. Sao gọi phone không bác? Bữa cơm đầu tiên ở Quảng Ngãi của Mai đây. Nấu bún gì đâu?
ở đây thôi anh. Bé Miên, bé Ba. Cái chế người ta chế chỉ. Nghe bún. Bún chỉ. Cái chế người ta chế. Mộc Miên gọi tôi anh đi. Mộc Miên lấy cái đó, lại gọi tôi anh đi. Lấy kéo rồi lấy cái chén. Ca gì? Cơm đầu tiên ở nhà Trúc.